Chiều 16 tháng 2, đoàn công tác do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Quân khu 9. Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu lãnh đạo cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang Quân khu 9 được thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã đạt được trong thời gian qua. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiếp tục bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng Đảng bộ, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, nhất là trên hướng biên giới, biển đảo, các địa bàn trọng điểm, tăng cường công tác kiểm tra, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, tổ chức huấn luyện diễn tập theo đúng chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của cơ quan cấp trên, tổ chức hội thi, hội thao, kiểm tra, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, bảo đảm chất lượng, an toàn, đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, duy trì chặt chẽ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, chấp hành pháp luật. Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 9 tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động của đất nước, quân đội, bảo đảm đầy đủ kịp thời các mặt công tác hậu cần, tài chính và kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhất là đối tượng chiến sĩ mới, thực hiện tốt nhiệm vụ hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Quân khu 9, Đại tướng Phan Văn Giang giao các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu, báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định theo đúng quy định. Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã dâng hương dâng hoa tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.